Chào mừng tất cả các bạn đã đến quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Ly. Hôm nay mình xin lại chia sẻ với các bạn một video clip khác về chứng khoán, đó là xu hướng giá. Nếu các bạn thấy hay thì sau video này xin các bạn vui lòng share, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn. Trend trong chứng khoán hay còn gọi là xu hướng giá trong thị trường chứng khoán có rất nhiều thể loại. Nhưng trong video ngắn gọn này mình xin đề cập 3 loại cơ bản nhất để các bạn có thể trừu tượng và áp dụng trong tất cả những các loại khác. 3 loại cơ bản này là xu hướng chính, primary trend, và xu hướng chung, intermediate trend, và xu hướng ngắn, short term trend. Với 3 cái định nghĩa này đó thì nó hơi trừu tượng và tương đối một chút. Thành ra các bạn có thể áp dụng cho chính mình và có thể thay đổi tùy theo các bạn dùng day trade hay là các bạn dùng investment hay là các bạn dùng trong những cái mục đích khác hay là thể loại kinh doanh riêng của mình thì các bạn có thể chỉnh sửa một chút xíu. Cho nên về vấn đề mà thời gian biểu ở đây sẽ không có đề cập quá chính xác. Thì xu hướng giá của thị trường trend tức là được định nghĩa là một khoảng thời gian mà trong đó giá của chứng khoán đó nó sẽ di chuyển theo một hướng nhất định. Nó có thể dao động lên xuống một chút xíu nhưng mà nó sẽ di chuyển theo một hướng nhất định. Ở đây mình thấy cái đường màu xanh lá cây này là nó biểu hiện cái primary trend tức là xu hướng giá chính của thị trường. Thì xu hướng giá chính này thường nó kéo dài từ 3 năm 6 tháng. Từ đáy tới đáy là 3 năm 6 tháng, từ đáy tới đỉnh là 1 cho tới 2 năm. Cái khoảng thời gian này đó là nó biểu thị cái tâm lý của nhà đầu tư đối với cái công ty chứng khoán đó, đối với lại cái loại tiền tài chính đó, đối với lại cái loại cổ phiếu, trái phiếu đó không thay đổi, là từ đáy tới đỉnh. Nó biểu thị như vậy. Cho nó rồi bình thường các bạn sẽ thấy từ đáy tới đỉnh, tức là 1 cho tới 2 năm, thì cái khoảng thời gian này đó là sẽ là bull market của cái primary trend, tức là xu hướng giá chính. Thì cái bull market này thường nó sẽ kéo dài, nó build up, tức là nó xây dựng cái thị trường lên giá, nó rất là chậm rãi. Nhưng mà cái thị trường xuống giá đó thì nó rất là lẹ, chỉ kéo dài có mấy tháng mà thôi. Bởi vì nhiều bạn đầu tư lâu dài, các bạn sẽ thấy là mình tích lũy được tiền theo giá trị cổ phiếu tăng lên rất là lâu, chờ mấy tháng cả năm trời, nhưng mà trong vòng vài ba tháng có thể bị quét sạch sành sanh, không còn một móng, nó giá nó xuống trở lại. Thành ra các bạn nhớ để ý về cái vấn đề này. Thường bò đó, các bạn cứ nhớ bò đó, nó leo núi là rất là chậm nha các bạn, nhưng mà gấu á, gấu nó rượt mình mà nó rượt mình mà nó ăn mình á là lẹ lắm. Gấu rượt là lẹ lắm, bò leo núi là rất là chậm. Còn gấu mà nó rượt từ trên núi rượt xuống là thôi rồi, chạy cho kịp nha. Rồi cái đường primary trend này đó các bạn, cái đường xu hướng giá chính này đó, nó mà đi theo một đường thẳng thì là nó sẽ là bất thường, không có được bình thường nha. Mà nó sẽ có những cái đường intermediate trend, tức là xu hướng giá chung. Các đường này nó sẽ gọi là counter trend, nó sẽ di chuyển ngược lại với lại xu hướng giá chính, lên xuống xung quanh xu hướng giá chính. Thì cái đường xu hướng giá chung này nó gọi là đường điều chỉnh giá, tức là tâm lý của nhà đầu tư họ có cái tâm lý chính và tâm lý phụ, nó luôn dao động xung quanh cái tâm lý chính. Thì cái đường intermediate trend này xu hướng giá chung này đó, nó sẽ kéo dài từ 6 tuần cho tới 9 tháng. Có khi nó có ngoại lệ sẽ dài hơn 9 tháng, hay là cái xu hướng giá chung này đó có khi nó có ngoại lệ là nó sẽ ngắn xuống còn khoảng 3 tuần chẳng hạn. Thành ra là các bạn để ý, nhiều khi thấy một tháng gì đó nó giá nó lên xuống một hai lần thì cái đó là xu hướng giá chung. Xong rồi, xoay xung quanh cái xu hướng giá chung thời hạn chung này đó, intermediate trend đó, mình có một cái là short term trend, tức là xu hướng giá ngắn. Nó kéo dài từ 2 cho tới 6 tuần. Thì cái xu hướng giá ngắn này đó là nó bị ảnh hưởng bởi tin tức. Tin tức tốt nó lên, tin tức
xấu nó xuống nhưng mà nó vẫn xoay xung quanh cái xu hướng giá intermediate trend nha bạn, xu hướng giá chung này. Thì với cái hoạt động bình thường của công ty đó các bạn, nó là lên hay là xuống theo cái xu hướng giá chính primary trend và xu hướng giá chung intermediate trend vì tâm lý của nhà đầu tư dao động. Nhưng đồng thời nó cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tốt chút xíu thì nó lên hơn chút xíu, nó xoay xung quanh cái là xu hướng short term trend, thì nó xoay xung quanh theo ngày. Thì cái short term trend này đó nó khó 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 đoán hơn là xu hướng giá chung và xu hướng giá chính. Tại vì nó theo tin tức mà, là tin này tin kia. Cái tin tức thì nhiều khi nó ước lượng rất là khó về cái tình hình tài chính của công ty. Còn về áp dụng thực tế đó các bạn, thì có rất nhiều loại xu hướng giá được áp dụng. Bên cạnh ba cái loại xu hướng giá chính này thì tùy theo cái chiến lược đầu tư của mỗi bạn mà bạn có thể áp dụng khác nhau. Bạn có thể coi theo xu hướng giá chính, theo năm, theo tháng, theo tuần, theo ngày hay theo giờ, thậm chí có những người coi theo phút và giây, thì nó khác nhau tùy theo hoàn cảnh và chiến thuật của mỗi người. Trước khi mình đưa ra quyết định đầu tư hay là giao dịch ở trong đối với lại các technical event đó, tức là các vấn đề phân tích kỹ thuật đó, thì mình phải hiểu và hiểu về cái loại xu hướng giá nào mà đang đảo chiều. Thì khi mà các bạn chơi ở xu hướng giá ngắn đó, đồng thời các bạn phải để ý luôn cái xu hướng giá dài. Thí dụ như là mình đang mua bán, đang giao dịch ở xu hướng giá short term trend, thì mình đồng thời mình cũng phải để ý luôn cái xu hướng giá intermediate trend. Nhiều khi có thể bỏ qua long term trend tại vì không có giữ chứng khoán lâu tới như vậy. Tại vì cái cơn sóng lớn đó nó luôn luôn nó sẽ nuốt luôn cái cơn sóng nhỏ. Đối với lại những người mới vô giao dịch đó thì để an toàn, thí dụ họ giao dịch ở khung 1 phút thì họ luôn phải để ý luôn cái trend của khung 15 phút, 30 phút với lại 1 giờ. Và cái cơn mình đi trong cái cơn sóng nhỏ đó, mình đi cùng chiều với lại cái cơn sóng lớn đó, thì luôn luôn cái phần trăm thắng nó cao hơn là mình đi ngược chiều. Tức là cái thí dụ như bạn đầu tư ở short term trend mà cái intermediate trend nó cùng chiều thì là bạn cái phần trăm của bạn thắng nó cao hơn. Đối với lại những nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn thì họ có thể đi ngược chiều đối với lại cơn sóng sóng lớn hơn. Thí dụ họ đầu tư ở short term trend, họ có thể đi ngược chiều đối với lại cái intermediate trend trung hạn. Cái đó gọi là counter trend. Thì cái này mình không có khuyên bạn mới mới vô thì nên chơi kiểu này ha. Để thí dụ để mình cho các bạn coi hình thì các bạn sẽ thấy là cái primary trend đó là nó uptrend bull market ha, xong rồi nó xuống là downside on the bear market, tức là xuống giá. Nhưng mà cái primary trend đó, nó luôn luôn có dao động lớn nhất, rất là lớn so với lại intermediate hay là short term trend. Do đó đó, nếu mà các bạn đi ngược hướng với lại cái xu hướng giá lớn hơn đó, thì nó sẽ dập mình chết, hay là nó khi mà mình bị lỗ đó, thì cái lỗ nó sẽ nhiều hơn, tại vì nó đang đi ngược hướng so với lại cái hướng giá lớn hơn. Rồi tất cả những cái thông số kỹ thuật, tất cả những cái kỹ thuật về phân tích, kỹ thuật về đồ thị, cái nào đúng đối với lại primary trend thì nó cũng đúng đối với lại xu hướng giá lớn, nó cũng đúng đối với lại xu hướng giá chung và ngắn.
Và sau đây là đối với lại những người day trade hay wing trade gì đó ha các bạn, thì cái intermediate trend tức là xu hướng giá chung là kéo dài từ 3 tới 12 ngày. Cái xu hướng giá ngắn short term trend là kéo dài từ 4 cho tới 12 giờ. Còn cái primary trend xu hướng giá chính đó là vài tuần nha các bạn. Sau đây xin cho mình tóm tắt cái video này là summary of trend là tóm tắt về xu hướng giá. Thì cái xu hướng giá và những cái áp dụng phân tích kỹ thuật đó có thể áp dụng cho tất cả các khung thời gian. Rồi cái số 2 tức là có 3 xu hướng giá chính ngắn, trung hạn và xu hướng chính short intermediate và primary. Thì nhưng mà cái xu hướng giá trong ngày đó, intraday trend đó, thì nó vẫn được tồn tại và sử dụng. Rồi cái thứ ba tức là những cái xu hướng giá này đó, nó sẽ phản ứng ngày qua ngày theo thời gian. 4. Cái khung thời gian nào lớn hơn thì cái ý nghĩa của các phân tích kỹ thuật đó sẽ có giá trị hơn. Tất nhiên là nếu mà các bạn thấy theo tuần mà nó lên thì tất nhiên nó có giá trị hơn là theo ngày mà nó lên. Hay là theo tháng mà nó lên thì nó sẽ có giá trị hơn là theo tuần mà nó lên. Vậy ha. Bye bye, xin gặp lại.